Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với series Trading 101 của Coin28 TV. Và lại là mình, Mộc Tính đây. Trong cái video ngày hôm nay, thay vì phân tích thị trường như những video trước, thì mình sẽ cùng với các bạn là tìm hiểu về một số khái niệm mà mình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng mà các bạn có thể là nhiều bạn chưa nắm được cái ý nghĩa nó và cách sử dụng nó ra sao. Cho nên trong cái video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Bitcoin Dominant, Total 2 và Total 3, để có thể có một cái góc nhìn tổng quan về thị trường và đưa ra những cái phương hướng đầu tư một cách sáng suốt cho các bạn. Ok, không cần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Rồi, để bắt đầu với Bitcoin Dominant á. Bitcoin Dominant là một cái mã được TradingView thống kê với cái ticker của nó là BTC.D. Các bạn có thể lên TradingView và gõ cái BTC.D thì sẽ ra được cái đồ thị của Bitcoin Dominant. Vậy thì Bitcoin Dominant là gì và ý nghĩa của nó ra sao, được tính như thế nào? Thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu qua thêm một số khái niệm mới như là Total. Total ở đây là tổng vốn hóa toàn bộ thị trường crypto, là nó bằng với số coin đang lưu hành nhân với giá của những đồng coin đấy và tổng cộng lại toàn bộ thị trường crypto thì chúng ta sẽ có Total. Lưu ý là nó chỉ tính những cái đồng coin top cap, mid cap và low cap, và nó sẽ không tính những cái đồng shitcoin nha. Cho nên là cái việc mà bum bum của những đồng shitcoin nó sẽ nằm ngoài cái sự thống kê của sàn và không ảnh hưởng đến cái Total. Total 2 là tổng vốn hóa toàn bộ thị trường crypto trừ cho vốn hóa của BTC. Thì đây cũng có thể nói là vốn hóa của altcoin. Và Total 3 là tổng vốn hóa thị trường crypto trừ cho cả vốn hóa của BTC và vốn hóa của ETH. Cuối cùng là Bitcoin Dominant. Bitcoin Dominant là vốn hóa của BTC chia cho Total, thì nó mang ý nghĩa là tương quan vốn hóa của Bitcoin Dominant trên tổng toàn bộ thị trường crypto. Thì để minh họa cho các bạn dễ hiểu hơn về thị trường á và Bitcoin Dominant như thế nào á, thì mình cùng nhìn xem qua cái hình này. Đây, ở chúng ta có một cái màu xanh ha, là toàn bộ thị trường crypto là 100%. Thì trong đó chúng ta có Bitcoin chiếm 44%, thì phần còn lại là 56% là dành cho những altcoin. Nếu như thị trường có một cái nguồn tiền mới đổ vô thì tất nhiên là cái khung Total này nó sẽ kéo dài ra. Đấy, và tỷ trọng của BTC và altcoin nó cũng sẽ dài ra, nhưng mà cái tỷ trọng nó sẽ vẫn duy trì trong cái việc là lớn hơn 0% và nhỏ hơn 100% thôi. Đấy, và nếu như tiền nó vào BTC nhiều hơn thì cái khung này BTC nó sẽ kéo dài ra và altcoin sẽ kéo ngắn lại. Và ngược lại, nếu như tiền đổ vào altcoin nhiều hơn á thì altcoin nó sẽ dài ra và BTC sẽ nhỏ lại. Rồi, trường hợp còn lại là trường hợp khi mà thị trường giảm và tiền sẽ rút ra. Nếu mà tiền rút ra ở altcoin nhiều hơn thì cái phần của BTC nó sẽ dài ra và altcoin sẽ ngắn lại, và ngược lại. Thì để cụ thể hóa hơn thì chúng ta có một cái bảng này. Thì ở trong thị trường crypto với Bitcoin Dominant thì chúng ta sẽ không đánh giá là Bitcoin Dominant ở mốc bao nhiêu để mà đánh giá cái tương quan thị trường, mà chúng ta sẽ dùng cái sự dịch chuyển của Bitcoin Dominant để đánh giá xem là dòng tiền nó đang đổ vào đâu hoặc là đang rút ra từ đâu. Thì đây có 3 trường hợp của Bitcoin Dominant và 3 trường hợp của BTC, mình ghép lại là tổng cộng chúng ta có 9 trường hợp. Thứ nhất là trường hợp là Bitcoin Dominant nó tăng. Thì trường hợp Bitcoin Dominant tăng là thường xảy ra nhiều nhất trong downtrend. Khi mà Bitcoin Dominant tăng, BTC tăng thì chúng ta có một cái sự không rõ ràng ở thị trường. Nhưng mà khi mà Bitcoin Dominant tăng mà BTC giảm hoặc là sideways á thì phần lớn altcoin nó sẽ giảm là nhiều hơn. Đấy, và khi Bitcoin Dominant mà nó tăng lên, nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là vốn hóa nó sẽ tập trung ở Bitcoin hoặc là những cái đồng fiat. Thì bởi vì người ta lo ngại, người ta lo sợ thị trường sẽ giảm, cho nên người ta tìm những cái điểm trú ẩn thích hợp, như là người ta về lại BTC hoặc là về lại altcoin và rút ra tiền mặt luôn. Cho nên là BTC Dominant nó sẽ tăng lên. Và ngược lại với trường hợp đó là khi Bitcoin Dominant nó tăng lên, thì trường hợp này diễn ra khi mà người ta rất là tích cực vào thị trường và người ta sẵn sàng take risk nhiều hơn, và dòng tiền có đổ vào hay đổ ra thì người ta vẫn ưu tiên hơn dành cho những altcoin. Thì trường hợp này đặc biệt là khi mà Bitcoin Dominant giảm, BTC tăng thì toàn bộ thị trường tăng, và altcoin tăng rất là mạnh trong trường hợp này. Và khi Bitcoin Dominant mà giảm
BTC mà sideways, thì chúng ta sẽ thấy là trường hợp khi này lúc này diễn ra thì chúng ta sẽ thấy là nhiều altcoin nó tăng rất là chóng mặt ha, lần lượt con này tăng xong đó tới con khác tăng và tăng rất là điên cuồng. Và khi trường hợp là Bitcoin dominant nó giảm và BTC cùng giảm thì trường hợp này sẽ không rõ ràng, thì có thể là khi mà tiền rút ra khỏi thị trường đó, thì người ta rút trực tiếp từ altcoin luôn đấy, và khi đó thì BTC cũng giảm nhưng mà altcoin nó sẽ giảm ít hơn BTC. Rồi cuối cùng á là khi mà Bitcoin dominant sideways, khi mà Bitcoin dominant sideways có nghĩa là tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin và altcoin nó gần như là tương quan với nhau và không đổi, thì khi đó BTC mà tăng á, thì altcoin nó cũng tăng, mà BTC mà giảm thì altcoin nó cũng giảm, và BTC sideways thì altcoin nó cũng gần như là sideways. Thì phân tích từ những trường hợp này á, chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan á, để thống kê, đó chính là khi mà Bitcoin dominant mà nó tăng á, thì thường trường hợp này sẽ chúng ta nên giữ tiền của mình ở Bitcoin hoặc là fiat để đảm bảo an toàn cho tài khoản, bởi vì kiểu gì altcoin nó cũng trong 3 trường hợp thì cả 2 trường hợp là nó giảm rồi đấy. Và khi Bitcoin dominant mà nó giảm á, thì chúng ta ưu tiên chuyển dịch cái dòng vốn của mình sang altcoin để có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, bởi vì phần lớn khoảng thời gian là altcoin nó sẽ boom, đặc biệt là khi mà Bitcoin boom á thì altcoin nó còn tăng rất là mạnh nữa kìa. Rồi trường hợp mà sideways á thì chúng ta nên giữ vững cái tâm thế và quan sát kỹ BTC để mà có thể đưa ra quyết định giao dịch cho mình. Rồi và nếu như các bạn thấy video này hay, hãy giúp mình là nhấn nút like video, subscribe kênh và chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của lớp giao dịch Trading 101 tại Coin68 TV.